Một chút thành kính thì tiêu một chút tội nghiệp, tăng một chút trí tuệ và phước. Giữ 10 lòng 10 phần thành kính thì tăng 10 phần thọ, thì tiêu 10 phần tội nghiệp. Thì hôm nay tặng cho quý vị cái cuốn Giữ lòng thành kính. Chữ phải này là bắt buộc mình phải làm. Nếu không làm thì coi như thế gian và xuất, dầu cho làm gì đi nữa vẫn là hai tay không. Có khổ hoàng có khổ. Hồi sáng quý vị thấy đạo tràng của mình trong 18 năm qua, thì hồi sáng nay là thấy trang nghiêm không quý vị? Thì chắc là từ từ nó sẽ trang nghiêm nữa. Sáng mai quý vị lên là thấy xe trang nghiêm hơn nữa. Thì từ nơi tự tâm của mình nó phát ra cái tướng. Nếu cái tâm của mình không thực sự giữ nghiêm thì cái tướng bên ngoài, cái cảnh bên ngoài nó cũng nhìn thấy nó xấu xí, nó bề bộn, nó lộn xộn, nó phức tạp. Cho nên tất cả đi. Cho nên chúng tôi muốn nói lại cái điều đó là cái nơi nào, lẽ dĩ nhiên là nhà tư nhân mà bị thì nó không hợp pháp. Bởi vì mình không có phải là cái cơ sở tôn giáo để mỗi nước có một cái luật của họ. Chúng tôi nghĩ có một cái thời công phu tốt, an bình. Sau khi đó nghe như vậy nữa thì quý vị nó tăng trưởng nhanh lắm. Phải không quý vị? Vì vậy mình làm sao mình giáo dục chỉ trong gia đình của mình cho thành công đi. Khi mà nó thành công mình cho đến gia đình mình rồi, từ từ bắt đầu cái duyên nó sẽ đưa đẩy mình đi đến một cái nơi là cái chùa hướng dẫn người ta tu. Cái này là sự thành công. Còn nếu bản thân gia đình của bất hiếu, cha còn không có lòng từ, mẹ không có lòng thương con thiên vị, nói là phải giáo dục trong gia đình của mình và làm trong khả năng của mình phải cho bằng được. Tôi đưa ra cái cách tu này là ở khu chuyên tu phải nhuần nhuyễn 3-4 tháng ổn định, thấy đại chúng hân hoan để áp dụng là quý vị thấy hữu ích phải không ạ? Mình phải làm từ cái nhỏ trước, lớn quá gọi là trèo cao nó té nặng. Ở đây không những riêng cho các vị ở đây mà quan nói nó phát sóng trên toàn thế giới, cho nên chúng tôi nói nó cặn kẽ kỹ càng. Vậy cho nên chúng tôi muốn nói lại đó nữa là cái nơi nào cũng tổ chức cái niệm Phật đường. Theo như Ấn Tổ thì nên tổ chức 20 người thôi, ở luôn trong đó mỗi ngày niệm Phật. Còn tùy theo cái xóm làng họ đến, thì chúng tôi thì vượt qua cái quy chế của Ấn Tổ. Trong này quá đông. Cái quy chế của Ngài ở đó nuôi cho kỹ càng, cặn kẽ, lo lắng cho đàng hoàng. Nếu thực sự mình làm tốt, chỉ còn họ biết ngày giờ bản sanh, thì lúc lâm chung mình ra đi thì họ cùng với Đức Phật A Di Đà đón mình, bởi vì họ mang ơn của mình đưa cho họ về cực lạc, họ không quên ơn mình đâu. Cho nên thành ra Ấn Tổ nói ở thế gian này họ mau quên ơn bội nghĩa. Còn cái người mà về cực lạc rồi là họ có thần thông, thiên nhãn thông, thông túc mệnh thông, thần túc thông, thì họ sẽ gì? Họ nhìn họ thấy mình biết báo như thế nào, chướng duyên thế nào, oan gia như thế nào, họ xuống họ nhiếp họ mình. Cho nên nếu đạo mà làm như vậy thì dân nhàn sẽ cử quý thầy đến nơi đó để làm gì? Thì trang nghiêm thanh tịnh, có màn hình, và họ cần cái cách tu như vậy thì mình hướng dẫn họ tu. Cách này thì quá dễ, dân nhàn nghiên cứu làm sao nó dễ nhất. Bên đây dẫn chúng chỉ cần một thầy học đại tràng, mà khi một người cầm micro niệm lên thì cả đại chúng có cái lực niệm đồng âm với nhau mà nghe tiếng đại chúng rất là ấm áp. Quý vị có cảm giác hồi sáng thấy phải không ạ? Đó là chúng tôi nói đến cái phạm trù để thiết lập đạo tràng trên không trung, để hỗ trợ về kinh tế làm trong một cái phạm vi giới hạn. Đúng như Lý Tổ nói, không có cái phước lớn lao nào bằng một cái phước lập đạo tràng cho chúng sanh tu để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái phước lớn nhất, đây là cái phước gọi là cái đức này nó có thể rằng giúp cho mình làm cái vốn để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hôm nay chúng tôi nói đến cái vấn đề này. Và thưa quý vị, cái bộ văn sao tặng cho quý vị thì hôm nay cũng có một số mấy người mới lên Đức Trọng. Thì chúng tôi thấy họ cũng có cái duyên với Tịnh Thất Quan Âm lâu năm. Những người hôm nay mới lên sao đâu giơ tay lên cho biết. Vâng, có một số mấy người. Thì chúng tôi sẽ phát đến ngày mai thôi.
Còn ngày mốt thì chúng tôi sẽ tặng chung hết rồi. Người mới lên đây đó thì có thể ra cái phòng tặng kinh sách miễn phí chúng ta mang về. Nhớ mang về là chúng ta phải dành thời gian làm sao một ngày nhất là đọc được 5 lá phút à. Cả 24 tiếng đồng hồ mà mình không có dành được 10-15 phút mình coi lời dạy của Ấn Tổ thì Bồ đề tâm của mình lâu ngày nó sẽ bào mòn. Không phải lâu. Ấn Tổ nói là 3 ngày không đọc kinh của Phật, sách của Tổ, lời của Thánh Hiền. Không đọc thì Bồ đề tâm đã thối chuyển. Khi đọc lại thấy nó lạc nhách, không có thú vị gì. Thì Tịnh Thất Quan Âm đang in cái bộ Đại Tạng Kinh Tạng. Thì trong kinh mình nó có 3 cái bộ kinh lớn mà Đức Phật để lại một cái kho tàng giáo điển vô. Đó là Lục Tạng, Kinh Tạng và Luận Tạng. Luận Tạng nó đại, Lục Tạng nó đại biểu cho giới luật, và Kinh Tạng nó đại biểu cho gọi là Tam Tạng Kinh Điển, đó là giới định tuệ. Thì đất nước Việt Nam mình xong cái bộ Luận Tạng, nhưng mà in thì thấy cả một kỳ công. Cái số tiền không nói gặp, nhưng mà để xin được cái giấy phép và dàn được cái trang cho nó ổn định và thiết bị gần cả năm chưa xong, coi như là hơn cả năm chưa xong. Thì vừa rồi đang in, nhưng mà thấy cái bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, nó là cổ báu truyền đời thời mạt pháp này, phải cần làm liền. Thì khi dàn trang xong gửi xuống đó thì cái nhà tuy rằng có giấy phép xuất bản, tức là quý vị nhớ lại cái cuốn sách quý vị cầm trên tay với là ấn hồng đó là có nhà xuất bản người ta đồng ý, người ta kiểm duyệt qua rồi chứ không phải in chui in lụi. Mới nói họ là bây giờ in liền cái bộ Văn Sao, họ nói nếu nhập giấy về là phải mất 1 tháng. Tháng nữa thì nếu mà mình không khéo léo để vận chuyển thì không yển vẫn chưa xong cái bộ Văn Sao, phải 1 tháng nữa mới xong. Không biết cái duyên sao đó rồi Giác Nhàn mới kêu là cái và bìa mực đồ làm bộ Đại Tạng Kinh còn không? Ông kêu còn, kêu vừa đủ 5.000 bộ là 10.000 cuốn Văn Sao hôm qua Giác Nhàn tặng quý vị đó. Cái bộ Đại Tạng Kinh, cái hộp mượn ngoài màu vàng, bên trong cái bìa màu nâu, chữ màu vàng ngoài. Nhưng mà có một cái đó là chữ 14 nó hơi nhỏ, được sau cái chữ 15, 15 rưỡi thì nó lớn cho những người lớn tuổi đọc. Yên in cái bộ Văn Sao này có cái sự gia trì của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là quá Ấn Tổ là quá thân của Ngài. Đây là sự thật, Hòa Thượng Tịnh Không thường nhắc điều này. Nhờ cái sự gia trì của Ngài, không biết sao này ra đời sớm như thế, lấy giấy tất cả cái chất liệu Đại Tạng Kinh in, cho nên Đại Tạng Kinh hơi chậm. Thì một đời của Ấn Tổ làm đó là in kinh sách lưu thông lại cho hậu thế, và nhất là Tam Biên, Tục Biên và Tam Quảng Chánh Biên, đó là bách cổ báu truyền đời, 990 lá thư. Mà gửi một lá thư của họ đều có kết quả. Vì sao kết quả vậy? Gia đình này có căn lành với Phật Pháp, mà cả gia đình chuyển luôn. Có một gia đình đó khi gặp Văn Sao, họ kêu mang về tu đi. Thì chúng tôi nhớ là hai vợ chồng cô này tên là Huệ Tĩnh, về hành theo Văn Sao. Ấn Tổ nói bây giờ tôi ngồi đây tôi nói mấy ngày đi nữa cũng không thể nào bằng bộ. Bây giờ cái bộ này nó tích lũy phải nhiều cái nhân duyên thiện lành tốt lắm, tôi mới có thể mấy năm trời. Có những người hỏi những cái nghiệp khúc mắc của họ, khổ đau của họ, kinh Phật chuyển qua những lời đơn giản để mà giải nghiệp cho họ. Cho nên tôi cũng không thể nào nói ai ngộ mà cô về cứ coi cái bộ Văn Sao này đi. Thì khi quy y xong coi, cái 1 năm sau cô này Phật, lúc cô ra đi thiệt là kỳ diệu. Coi lại trong bộ Văn Sao này thấy lá thư này kỳ diệu là sao? Lúc cổ bệnh cổ ra đi đó, cổ niệm Phật thì có Thí Bồ Tát với Đức Phật A Di Đà đến đón cổ. Ngày trước là cổ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát rồi. Thì cái đó mình thấy trong mơ thì cũng vẫn là cái sự gia trì của chư Phật. Và cái ngày của vãng sanh là cổ thấy thiệt mở mắt như vậy nè, chứ không phải mơ nữa. Vì Ngài Ấn Tổ đó là quá thân Ngài Đại Thế Chí, mà coi những lời của Ấn Tổ và thực hành theo, tức là mình vâng lời làm theo lời của Ấn Tổ, tức là mình kết duyên với Đại Thế Chí Bồ Tát, thì Ngài cầm đài vàng đến dẫn mình vãng sanh. Cho nếu bây giờ mà mình lạy lục, mình cầu nguyện làm sao để Bồ Tát xuất hiện khai thị cho mình, khó như gọi rằng là cái cột đồng mà mình gọi rằng là chét dầu nó lên.
vì cái tâm thành kính của mình nó không có đủ sức để mà mình có thể niệm danh hiệu Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài báo cho mình trong mộng hoặc hiện thân ban ngày để Ngài khai thị cho mẹ gia đình quá tôn kính đi, thì chỉ có một lần hoặc hai lần thấy Ngài khai thị trong giấc mộng. Bộ sách này là Ngài khai thị cặn kẽ kỹ càng, muốn gặp Ngài lật ra là thấy liền. Hiểu hiểu. Khi mình thấy cái tầm giá trị này rồi, mình mới thấy quý bộ văn sao. Và cô Hệ Tĩnh này cung kính đến cái mức độ do cô kết duyên với bộ văn sao, cho nên Ngài Đại Thế Chí cầm đài vàng đến tiếp cô vãng sanh. Thì cái bộ văn sao này là cảm để mà mình tiếp cận đối với Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát ở bên Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà cầm mang về mà không có thấu hiểu điều này, thấy nó tầm thường, sau đó ra tầm thường luôn, để một đống đó giống như là đống sách, đống giấy vụn. Khi mà mình coi lâu ngày, nó có cái chất văn sao là lời của Ấn Tổ trong con người của mình mà mình hành được. Nói cái anh Hà, cái em à, ngọt ngào trong gia đình. Còn không thì gì? Tôi, ông, rồi mày, tao, mi, tớ. Lộn xộn trong gia đình, kinh khủng. Tới Phật lạy dưới chân khóc. Cái gốc mình nơi gia đình không có giáo dục và hành theo, Phật cũng bó tay chấm con, không có làm. Nên coi vào văn sao rồi, nó có cái vốn trong con người của mình, nắm vững được cái. Nếu mà không có cái bộ văn sao tam biên, chánh biên, tục biên này, thì bữa nay cứ niệm bốn như vậy. Có một số người không khởi được tính tâm, mà khi coi vào một cái là quyết định, lạy là phải niệm sáu chữ tôn kính. Mà lạy hồi sáng là chúng tôi canh nó là 40 phút, khỏe người, an vui. Từ từ mới có một hai ngày thôi, một vài tháng rồi một vài năm nữa rồi quý vị thấy con người mà nó khác hẳn. Cái thân tướng lé nó vẫn là lé, lùng nó vẫn là lùng, nhưng mà cái tâm của mình nó xuất chúng, chuyển phàm rồi. Vì do mình gặp lời của Tổ, của Bồ Tát, của Phật, cho nên cái tâm phàm mình bắt đầu chuyển. Mà tâm phàm nó chuyển là cái nhân cách của mình này khác, cái nhân cách con người mình khác rồi, bắt đầu là gì? Cảnh giới bắt đầu thay đổi, bắt đầu khác rồi đó. Khác không phải là xây lầu đài gác tía, nhưng mà trong nhà nó thanh bình, về nhà giống như là an lành. Còn không mình sợ về nhà, về thấy ông chồng là thấy khiếp vía rồi. An. Cho nên hôm nay chúng tôi nhắm vào cái sự giáo dục gia đình làm sao cho nó hoàn thiện. Lúc đó họ mang ơn với Tam Bảo. Vì vậy cái bộ văn sao này được ra đời 5.000 bộ là một kỳ công của chú Đức Châu, cũng có mẹ tu trên này, tội nghiệp. Chú nghe dạy và chú làm cặn kẽ kỹ càng, từng chút từng chút, từng chút từng chút, rồi gửi xuống xin giấy ra được cái bộ văn sao này. Và hôm nay bộ văn sao này đã tặng cho những người đã kết duyên ở được lâu dài trong này, tặng trước cho sợ chủ nhật này đông quá. Thường lễ 30 tháng 4, 1 tháng 9 họ ùa lên đông quá rồi mình không còn để phát cho những người thường trụ ở đây gieo duyên lâu dài được nghe văn sao. Thì khi mình có cái nhân này rồi, tự nhiên mình sẽ xuất, nó sẽ có được cái quả bộ văn sao sớm. Thì những cái cuốn sách nhỏ nhỏ mà hôm trước chúng tôi giới thiệu, thì mỗi ngày đọc một lần. Hôm trước phát cái cuốn Kiên Giết Cứu Mạng Ăn Chay, chắc đọc một lần không ăn thua. Đối với cái bọn Ấn Tổ nói dùng danh từ gọi là bọn phàm phu chúng ta, mà đọc xong rồi một lần chưa thâm nhập đâu. Khổng Tử rách cái gáy là cái sợi chỉ cột lại trong sách, mà cái Khổng Tử là một người có chúng, đọc qua một lần là nhớ liền, thuộc lòng liền. Mà Khổng Tử phải đọc đến chỉ, mà cái chỉ khâu cái cuốn sách là quý vị lật biết chừng nào nó rách, nhưng mà ông đọc đến đứt chỉ, rách gáy. Tổ mới nói là ông đọc không biết bao nhiêu lần. Thì cái phương pháp đọc đó để mục đích mình nhiếp tâm trong đó, để tạo định trên cái lời dạy của Tổ, trong lời dạy của kinh, rất là tốt. Cho nên đọc qua đọc lại, từ từ nó càng đọc nó càng thâm sâu, hiểu cái nghĩa lý nó thâm sâu trong đó. Cho nên cái cuốn Cứu Mạng Ăn Chay đó là chúng tôi thường đi phóng sanh, chúng tôi giảng, thì hôm nay chúng tôi gửi tặng cho mọi người, đó là cái cuốn thành kính. Cái này là để lên hàng đầu. Và cái người mà phát tâm in cái cuốn sách này cùng, mỗi lần chúng tôi nói đến thì tự nhiên thấy trong lòng mình thấy họ khổ quá, cho nên thành ra họ mới phát tâm để làm phước. Mà in kinh này gọi là 10 công đức tượng Phật. Thì cổ đi làm cái nghề buôn bán,
Thì 3 giờ rưỡi chiều cổ phải đi mua trái cây ở ngoài những cái vựa ở trong vườn, xong đi bỏ những cái đại lý bán trái cây. 3 rưỡi cổ đi cho đến 3 rưỡi chiều cho đến 3 rưỡi sáng. Thì khi đi buôn bán như nhà chăm sóc lo cho chồng con, lấy cái gánh nặng là người phụ nữ đáng lẽ ở nhà để dạy con, nhưng mà chồng không có khả năng để kiếm tiền nuôi con, cho nên cô này phải ra. Cuối cùng ông chồng ở nhà tối ông ngủ một mình chè que, ông buồn quá ông đi kiếm vợ bé của mình. Thì kiếm vợ bé rồi khổ đau buồn chịu không nổi, nhờ tôi sau rồi bắt đầu cổ mới tỉnh ngộ ra. Bây giờ chỉ có công đức in kinh mới cứu, mới chuyển được nghiệp của mình thôi. Chắc đời trước mình cũng làm ông này ông khổ đau quá, cho nên đời này ông không có thể giờ đi làm kinh tế để mà nuôi mình, nuôi cha nuôi con, mà mình phải vất vả trong. Thì cuối cùng cổ nghe chúng tôi nói, thì cái bữa đó cái buổi giảng chúng tôi nói là đang chuẩn bị in như vậy, rút từ ở trong Ấn Quang Pháp Sư Tinh Hoa Lục. Ấn Quang Pháp Sư tức là rút ra những cái tinh yếu ở trong cái bộ Tam Biên, Tục Biên và Tăng Quảng Chánh Biên. Thì chúng tôi thấy rút ra thiệt là kỳ công. Người ta coi những đoạn ngắn 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 xong người ta lưu lại, người ta làm. Ví dụ nói về lòng thành kính thì cái cuốn này nói trọng tâm và nhiều cái vấn đề Ấn Tổ nói về lòng thành, chúng tôi giảng để quý vị nghe. Thì cổ thấy như vậy, cổ nghe qua cái là cổ phát khổ. Tiền thì có, buôn bán làm ăn được. Cô này cũng có cái phước báu cho nên cô buôn bán trái cây. Mà người mà không có phước báu đi làm ăn nó thất bại nha. Cũng là bán trái cây như cổ mà không có ai lấy này, cho nên làm nó không có ra tiền. Thì cô này cũng có cái căn lành phước báu, sao cổ phát tâm hai. Rồi cuối cùng sau hai người phát tâm in ra 8 cái đầu sách này, cứ một đầu sách là 5.000 cuốn là khoảng thì gần 300 triệu. Cái tiền mồ hôi nước mắt ban đêm khuya đi bán không, nhưng mà 3 rưỡi về dọn dẹp nhà cửa. Cái bữa thấy ổng ở nhà, cái bữa không thấy ổng ở nhà. Rồi đến 5 đến 7 giờ sáng rồi mới ngủ một chút rồi tiếp tục đi làm. Thì họ lấy cái tiền bằng mồ hôi. Thì nói như vậy để cho tăng chúng và các cụ ở đây mới thấy, người ta cúng cho mình ăn bằng cái đồng mắt. Khổ cực trong đêm khuya, ban ngày người ta ngồi gian nắng ngoài chợ. Cực lắm mới ra được đồng tiền cúng cho mình ăn. Nếu mà tu không đàng hoàng, đời này không đắc đạo thì chắc chắn là mướn cho họ thôi. Làm người ở đợ cho họ, họ sai, họ rầy, họ la, họ chửi. Thiếu phước thì cho nên thế. Còn tệ hơn chút nữa đó là làm loài súc sanh. Còn tham lam của tam bảo thì vô nghèo. Mà ai mà nhận ra được cái điều này trong cuộc sống đang hiện sinh này thì đó là một căn. Hôm nay chúng tôi nói thực sự thì bằng cái lòng cảm xúc vô tận để giới thiệu cái bộ văn sao của Ấn Tổ, và nói rằng cái duyên mà in văn sao và in cái những cuốn duyên vô cùng. Mà thuận duyên đây không phải là tài năng của mình có tiền bạc, cũng như trong này cũng những người cũng có đến 500-700 triệu có, nhưng mà đâu có nghĩ ra cái chuyện mình in được. Cổ đã in xong 8 cuốn như vậy, mà một cuốn như vậy là in 5.000 cuốn loại một loại. Thì cái cơ hội đến với họ là do họ quá khổ và khởi niệm lên và nghe pháp, họ thấu hiểu được à là công đức. Công đức này nó có cái khả năng chuyển được cái nghiệp của quá khứ. Tâm mình bắt đầu an rồi, vui rồi, vui trong cái chuyện làm phước rồi. Hôm nay chúng tôi nói quý vị cầm được cả là một kỳ công, ngồi làm vàng từng trang từng chút từng chút. Nói như vậy không phải để mình quý trọng cái pháp bảo này. Quý vị hôm nay cầm cuốn sách trên tay như thấy nó dễ dàng vô cùng, đại chúng đưa mình là, nhưng trong một cái quá trình để in được một cái cuốn sách này là phải tìm tòi nghiên tầm, mà cũng không thể nào đọc hết cái bộ văn sao để rút ra những cái tinh yếu này nổi. Mà không biết người nào đó mình cái duyên với Ấn Tổ này rút ra để làm thành một cái cuốn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Bây giờ mọi người trên toàn thế giới đang nghe chúng tôi nói trực tiếp thì không có cái cuốn sách này gửi đến cho mình đi Canada vân vân, thì vào trang web Vô Lượng Thọ thấy chúng tôi cũng đưa ra cái cuốn sách y chang như vậy. Mình lấy ra mình coi, mình đọc, đọc tới đọc lui, thấy hay rồi bắt đầu mới giới thiệu cho bạn bè mình. Gọi là bữa nay nó có một cái chương trình gọi là Internet phổ biến Phật Pháp trên không trung nhanh, lấy mấy trăm ngàn người cũng không có hết trên đó được. Thiết kế hay thiệt, phổ biến Phật Pháp. Vậy hôm nay quý vị có được cái cuốn sách này, và tương lai khi chúng tôi phải giữ lòng thành kính này xong thì tiếp tới chúng tôi sẽ đưa cái đầu sách khác.
nghe hết 8 cái đầu sách này là cái vốn trong tâm mình lớn lắm. Bây giờ đây là những cái tinh yếu trong văn sao. Mỗi ngày mình phải đọc cái tinh yếu này, rồi sau đó mình đọc từng lá thơ, từng lá thư. Có những lá thư nói thường, nhưng mà đọc có vài câu á, nói trúng ngay cái tim đen của mình và cái hoàn cảnh của mình ở trong đó. Cư sĩ thì càng quá đúng rồi. Cho nên Ngài nhắc đi giữ vẹn luân thường, hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, và trọn bổn phận làm mẹ, làm chị, làm thầy, làm trò, và không ngăn dứt được lòng tà mà giữ lòng thành á, phải là người thiện nhân rồi. Người này giàu cho niệm Phật một ngày bao nhiêu vạn câu, 10 vạn câu, 100 vẫn là ác nhân. Cái gốc của mình chưa được chuyển, nền tảng căn bản chưa được thiết lập, mất gốc. Giàu cho niệm Phật gì đi nữa cũng không vãng sanh, vì bản chất con người này là ác nhân. Mà không phải nó là cố hữu như thế, nó có thể chuyển được, gọi là bất định nghiệp. Trước mình là ác nhân, bướng bỉnh, ngang ngạnh, nói không nghe lời. Vào Ấn Tổ, cái tâm của mình bắt đầu nó cung kính khiêm hạ mọi người, bắt đầu nghiệp chuyển. Từ cái ác nhân đó nó trở thành hiền nhân. Thì hiền nhân, thiện nhân niệm Phật. Quý vị mà nghe để hiểu cái đoạn này, quý vị phải đọc nát hết cái bộ văn sao. Nhưng hôm nay quý vị chỉ trong một giây phút quý vị nghe, quý vị thấu hiểu liền. Đó là một cái duyên nó thù thắng, kiếp làm cha mẹ anh chị em với nhau, cho nên hôm nay mới ngồi như vậy trong một cái đạo tràng không quý vị. Chứ không thôi thì sao? Ngồi ngủ á? Không ngủ thì sao? Không nói nghe thấy nó xa vời quá, mà làm sao chuyển thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật được? Đã bắt đầu là nghiệp nó chướng á ngàn, nghiệp nó phá. Ở trên này niệm Phật hoài cũng vậy, thôi đi về nhà cho rồi. Nên nó cứ phát theo cái ý nghĩ riêng tư mình thôi, không có thể nghe theo lời người đi trước. Tuy rằng tuổi của mình hôm nay 70-80, nhưng mà cái tâm mình nó non nớt lắm. Từng trải, có kinh nghiệm. Trường đời đó là nó nhuốm đi cái màu ác, cái lăng kính đó là gì? Tham sân si mạn nghi trong đó. Cái đó là kinh nghiệm lắm. Nhưng mà giữ lòng thành kính mọi người, tâm từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, không biết ngõ nào mà nó phát triển. Nghe pháp thì nghe thôi, không biết bác sư. Nghe thì hay lắm nhưng mà làm là không được. Đọc sách Ấn Tổ đi, làm được. Cái sức triển nghiệp của Ngài lớn, bởi vì Ngài đã hành rồi, cho nên Ngài liệu chuyển nghiệp ở trong đó. Mình đọc vô cái tự nhiên mình thấm thía liền. Mà mới đọc sách, đọc lâu ngày. Cho nên thành ra là 990 lá thư đó, người ta nhận được lá thư là gia đình họ chuyển hóa, họ cung kính, cho nên Ấn Tổ mất mấy chục năm sau họ vẫn giữ đó cho để mà thu gom lại mới thành ba cái bộ sách này. Còn mình hôm một cái bộ sách 741 lá thư ở trong Tam Biên, nhưng mình thấy nó bình thường, bởi vì mình chưa có thẩm thấu để mình chuyển được cái gia đạo của mình trên mình. Nhưng mà từ từ đọc đi rồi mình sẽ thấy. Thì nãy giờ chúng tôi nói chỉ dạo đề sơ, tính tâm vào trong cái công trình mà chúng tôi đang phổ biến về cái bộ sách văn sao của Ấn Tổ. Nó mất hết 50 phút à, bây giờ là 6:50 rồi. Nãy giờ thấy nhanh mà an vui phải không ạ? Lẽ dĩ nhiên đồng hồ là 7 giờ thôi, không có hơn được nữa. Vì cái thời khóa ở đây 7 giờ chúng ta phải ra phóng, 9 giờ chúng ta công phu. Bây giờ chúng tôi bắt đầu nói đến cái Ấn Tổ. Quý vị lật ra trang 3. Cái tư liệu này phải đọc tới đọc lui, thẩm thấu cái lời dạy của Ấn Tổ. Vì cái lời dạy này nó chứa cái nghĩa lý ở trong kinh đó, nó chứa lời Phật dạy trong đó, chứ không phải nói chuyện suông đơn giản đâu nha. Hôm nay dựng cho quý vị có một cái tính tâm mà ngồi đây để mà có cái cuốn sách này thôi. Thực lòng mình không thiện căn nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với Ấn Tổ, với Đại Thế Chí Bồ Tát, với Pháp Môn Tịnh, chín mùi đến duyên à, duyên đã đến à, mới thực lòng đủ duyên ngồi đây mà lắng nghe. Thì khi quý vị nghe như vậy, trong lòng quý vị nó mở ra, nó mở tức là nó khởi được cái tính tâm. Cái tính tâm như vậy là bắt đầu căn lành nó tăng trưởng đó, phước huệ bắt đầu là nó tăng trưởng, nghiệp chướng mình bắt đầu từ đó. Hôm trước chúng tôi cũng có giảng cái khúc này nhưng mà nó không có sâu, nó không có thời gian. Hôm tập trung vô nói cái cuốn này
Bữa nay đọc một cái đoạn này giảng cho hết rồi, ngày mai đọc cái đoạn khác giảng. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được, do nước gây nên, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thực pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, một phần tội nghiệp, tăng được một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhờn sẽ vô lượng. Thì cái đoạn này chúng tôi sẽ giảng vào ngày mai. Còn cái nói sơ, Ấn Tổ nói về cái việc cung kính. Đọc vào văn sao thấy Ngài đạt đến cái mức độ cung kính cùng cực. Có một người đó chung bị oan gia trái chủ đến, không niệm Phật được. Thì Ngài thấy cái nước trì chú ở trong cho, Ngài hay trì chú đại bi. Thì coi đọc kỹ lại văn sao thì thấy Ngài có trì chú đại bi. Ngài nói là quý vị dạy đọc lại văn sao mấy trang đọc. Quan tôi thường ngày lượng theo sức mình trì chú đại bi và niệm Phật, là công đức lợi tha để làm cái việc đó là gia trì thân thủ thiên nhãn Bồ Tát Quan Âm. Thì Ngài lấy cái nước trì chú đại bi đó, lấy cho lọc ra nước mà đem cái xác của cho đó. Ví dụ khi cho lấy cái nước trong, lấy cái xác không có đổ bừa bãi mà đem lên trên mái nhà, cái mái cho nó khô, nó ở trên đó để nó sạch sẽ cao ráo. Cung kính của Ngài cho, đáng lẽ mình lấy nước xong rồi mình vừa vào, mình bỏ đúng không? Thì lấy nước cất cái gối cho này, nếu mà xài không hết thì cất đó chừng để cho người khác. Đổ vô trong miệng của người đó thì người đó sẽ tỉnh. Thì gia đình mới lấy cái nước cho nó đổ vô trong miệng, nó tỉnh ra và niệm Phật được. Cái chỗ chúng ta muốn nói đây đó là kính khi mà trì chú trong cho, trong gạo, rồi cho người ta lấy nước gạo đó để uống táo, cái lúc mà hôn mê trong lúc gần lâm chung, thì cho đó cung kính. Còn tượng Phật tranh nếu mà không dùng đến, không để bừa bãi ngang mà đốt đi á, là phải lấy cái cho đó bỏ để mang ra giữa sông, giữa biển, giữa hồ, cột một cái cột đá nặng cho nó chìm xuống dưới đó. Không có lấy cái cho, thay vì cái tượng tranh Phật mình đốt đi rồi, cho mình nghĩ giống như là cho bình thường phải không? Ngày kia không phải, là có cái hình tượng Bồ Tát Phật ở trong đó đó. Cho nên nhất cử nhất động, hành động của Ngài phải nói là thể hiện lòng cung kính. Ở trong nhà tối một mình mà trước Phật, nhắc đi nhắc lại, đàn ông cũng như đàn bà tối ngủ cởi quần áo, cũng đừng có bật quần áo ngắn. Nếu bận như vậy, nó không có cung kính khi mình ngủ thì không có thánh thần ở cho mình. Thông là thấy ác mộng không? Thôi ngày dậy phải nói là tận, mênh mông như biển cả đại dương, lớn vô cùng. Cho hôm nay chúng tôi nói rút ra những cái cảm được trong tâm chúng tôi với bộ văn sao. Chúng tôi nói quý vị nhớ, lù lù qua mình không nhớ. Thì cái pháp thế gian ở đây Ấn Tổ muốn nói là cái pháp trong cái cuộc sống bình thường của mình, đó là hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Tuy rằng thường bình thường của thế gian, nhưng nó là một cái nền tảng để xuất thế gian. Xuất thế Bồ Tát thành Phật, nếu bỏ cái gốc này giống như là nhà xây trên cát, sụp đổ ngay tức khắc. Nhà xây không có móng. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đó là ác nhân, mà người có hiếu đó là hiền nhân. Cho nên nếu mà làm trọn vẹn được cái chữ hiếu không phải là dễ. Vai trái cổng cha cổng mẹ, đi khắp hòn núi tu di cũng chưa trả hiếu được. Đó là chỉ có hiếu hạnh, cung kính cha mẹ cổng đi, gánh đi.
hiếu dưỡng, lo ăn uống đầy đủ. Hiếu tâm tức là cái cung kính mẹ, nghĩ đến mẹ mới có hành động như vậy. Nhưng hiếu đạo chưa làm được, vẫn là chưa tròn chữ hiếu. Thì bây giờ mình ở ngoài đời, mình không có cách nào để đưa cha mẹ đi tu, thì phải làm sao? Lấy văn sao dạy nghe. Có nhiều lúc mẹ mình nghe thấy nó chán quá, bởi vì bà nghĩ khi mình về mình phải cho. Có nhiều bà cụ đến già rồi, hàng ngày buôn bán, làm ăn, nó nghĩ đến tiền thành khối, cái tâm nó trở thành tâm tiền rồi. Nhưng mà đến già rồi nó vẫn giữ cái tâm đó. Khi con về cái là nói ngọt ngọt quá. Thực ra không có đâu mà nói vậy để con cho tiền. Nó nói kỹ nhìn lại coi chừng sống phàm phu là nó như thế đó. Rồi cho tiền xong cái bà cất hàng đêm, bà ngày bà đếm tiền thôi, đếm. Nên là đếm 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu là không sót một tờ. Chứ mình niệm Phật cái là niệm không 10 câu là nó quên trong đó. Cái niệm đổi cái A-di-đà. Tiền con bắt nó sáng như sao băng. Hay gì nó niệm đó thành khói rồi. Nói đúng sao cười ta. Bởi vì hàng ngày mình không tích lũy cho họ nghe sách của Phật, Bồ Tát, Tam Thánh Hiền. Họ ý niệm để mà nó tạo ra cái ngũ dục lục trần khổ đau. Lúc không mang theo được. Có nhiều người dạy không biết, không có làm phước, bỏ vô rương, vàng tiền để vô rương. Ăn trộm nó môi, nó đào xác lên nữa chứ. Rồi nó vứt cái xác cho chim quạ quạ nó ăn, kênh kênh nó ăn. Nên chết mà cũng không yên với tiền. Kinh không? Mỗi lần mất là họ tiền vàng rồi họ mang theo, họ kêu đê cho người đó xài, cho họ xuống không có tiền họ xài. Cái cõi này nó khác với cõi âm, làm sao mà mang cái tiền của mình xuống? Họ chỉ có nhận được qua cái thông tin là làm phước thôi. Còn khi mà họ rời khỏi cái cõi này là cái vật chất thô này là không xài được rồi. Cơm chỉ hưởng cái hơi không được nữa. Bây giờ cái tần suất nó khác, cái thân thể nó khác, cho nên họ phải khác. Mình phải theo kinh điển lời Phật dạy, trai đàn chẳng tế, in kinh phóng sanh, hướng họ nhận qua cái thông tin này được. Đúng không quý vị? Tuy rằng nhưng mà mình thấy là gì? Trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng. Mẹ dòng họ mình mất mà mình làm cho họ 7 phần mà họ được hưởng được 1 phần à? Cúng thôi nhưng mà cái hưởng cơm nước đồ đó nó đói lại mau lắm, mà hưởng cái công đức á, mình tạo phóng sanh á, niệm Phật á, họ hưởng cái đó đó thì nó mới lâu bền, mới chuyển nghiệp. Một là làm người lại, còn hai là họ đủ duyên, họ phải vãng sanh về cõi an lành, cõi trời hoặc cõi Tây Phương. Thực sự gia đình mình mới có hữu ích, giúp cho thân nhân của mình đã khuất bóng. Những cái điều này nó quan trọng dữ lắm, nên nghe đi nghe lại. Và chắc cũng chuẩn bị làm xong thọ TV, thì quý vị có thể kéo cái app này về trong cái điện thoại iPhone, hoặc là trong iPad, hoặc là trong MacBook, tức là cái laptop. Thì trong cái app này, khi mình vào thì mình bật điện thoại nào cũng có 3G, thì mình sẽ được xem trực tiếp. Lẽ dĩ nhiên nào đó mình xem đại chúng tu thì nó không bằng cái lòng cung kính là một cái máy laptop mà mình thường đi làm, cũng như một số bên nước ngoài laptop. Là cái vi tính xách tay nhỏ, mình sẽ thiết đặt một trang nghiêm thanh tịnh để cái laptop ở trên trước mặt đó. Còn nếu ai có điều kiện một cái đường dây internet, làm thêm một cái tivi để trước cái bàn Phật sớm 4 giờ, đó là giây phút mình hưởng thụ Phật Pháp. Mình bật lên bolượngthọ.vn. Về sau thì tất cả những cái điện thoại Android, tức là điện thoại Samsung á, thì quý vị bật lên là quý vị thấy nó, thì mình kéo nó xuống, mình ngồi đó, mình có thể bất cứ ở chỗ nào, rảnh rỗi buổi trưa từ 9 giờ giờ, đôi khi mình làm việc căng thẳng gì đó, mình bật nó lên, mình ngồi, mình nghe cái câu Phật hiệu. Đại chúng tu có cái lực của đại chúng, nó truyền tải đến tận tay của mình. Mình ngồi, mình giãn cái thần kinh một chút. Đó là cái phương tiện mà truyền trực tiếp qua hệ thống internet. Thì cái trang web mới thiết lập lại rất là tốt. Mọi cái hệ thống như là TV cũng được luôn. Thì quý vị có thể ở trên tỉnh thất lâu được, chỉ có một số các thầy, các chú, các cụ có cái duyên gác lại cái cõi hồng trần gian tạm gác lại,
Họ lên trên này, họ ở trên này luôn để họ hưởng thụ Phật Pháp, hưởng thụ công phu tu tập, tức là tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà sáng quý vị thấy hưởng thụ an lạc không ạ? Vâng. Chắc là một số những người khắp nơi trên thế giới cũng hưởng thụ qua một cái thời khóa cộng tu hồi sáng này với chúng ta. Nhưng tùy theo cái lòng tôn kính của mình và mình thiết lập một cái chỗ để mình hưởng thụ có bằng lòng tôn kính, trân trọng. Cũng như hôm nay chúng tôi thiết lập lại sau khi tu xong, quý vị ra thoải mái vệ sinh xong, rửa tay rửa mặt sạch sẽ, vào bên trong có ghế ngồi phát chẳng mỗi, đó là phải giữ lòng thành kính. Thì những buổi sáng Giác Nhàn sẽ chia sẻ nói về cái vấn đề này sau điều này. Vì Ấn Tổ nhắc đi nhắc lại, thành tựu được sự nghiệp của thế gian đều từ nơi lòng thành có hay không. Lắng nghe cho kỹ. Vì vậy cho nên những vị chắc là khi ở đây mình phải ra về ở Hà Nội, ở các nơi đến đây cộng tu. Sau khi mình về thì mình sẽ bàn Phật cho thật là trang nghiêm, và lúc nào cũng có mình để đó, để bốn thời công phu tại tỉnh thất cái âm thanh này được phát nhà của mình. Đây là cái điều chúng tôi muốn nhắn nhủ đối với các bạn sen. Được điều này thì không có uổng công chúng tôi phát triển, mà kéo lên đây một tháng nó phải 3 triệu đồng để phát trực tiếp nó mới đủ sức mạnh. Cho nên nhà mình có internet mình kéo vô được. Còn nếu mình bận ở đâu thì mình ngồi một cái điểm nào đó mình đang làm việc thì mình bật cái điện thoại, bữa nay Samsung là nó kéo cái app vô lượng thọ tivi xuống được rồi. Con cái của mình mấy đứa nhỏ cho mấy bà cụ thì không rành chuyện này. Tuy nhiên về tài tình trực tiếp để mình ở trong cái khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh này thì cái từ trường nhà, lẽ dĩ nhiên ở nhà mình giữ lòng thành kính, thiết lập một cái bàn Phật trang nghiêm á, mình để đó để cả gia đình mình lên tu. Lỡ mà học chồng hoặc con mình ngủ thì mình cứ mở ra nó nghe miết một thời gian, cái từ trường nó sẽ hòa ở trong một cái âm khí, bắt đầu nó bị tan rã ra và cái không khí trong nhà ấm áp trở lại. Cũng như hôm nay quý vị lên thấy tịnh thất Quan Âm ấm áp không ạ? Đó là từ năm 2007 mở cái pháp hội đến hôm nay nó mới vào một cái quy củ. Cho nên chúng ta nhiều lúc mới tu có 1-2 tháng, 1-2 năm mà mình nói sao gia đình của mình nó còn lộn, cái sức của mình chưa chuyển được nghiệp phải không ạ? Thì hôm nay mình cần cái bộ văn gia đình, cần mở ra cái truyền hình trực tiếp, không coi tivi nữa, cho cái âm thanh niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ nó gia vị trong cái nhà nghiêm, cái quốc độ là cái nơi mình ở. Tuy rằng nhà mình đơn sơ thôi, cứ thôi mà vô trong đó cả một cái khói an bình. Còn nếu một nhà mình xây dựng cái gác tía mà trong đó cái tần suất của vợ chồng nghi kỵ, con bất hiếu, cha không từ, tớ không trung, thì cái từ trường này nó phá đi cái cảnh yên bình của mình, mà nó trở thành một cái cảnh loạn ly trong gia đình của mình. Dầu cho mình đi cầu an chùa này chùa nọ gì, nói ngay bản thân gia đình của mình không có ổn định được thì cầu an bên ngoài là không đáng kể đâu. Phải thực thụ trong gia đình mình phải tu tập, mà bây giờ mình không đủ sức thời khóa tu ở trên này ra. Thì dĩ nhiên chúng tôi không nhắc, chắc là quý vị cũng sẽ không để ý đến, cho mình để ý đến mình cũng làm sơ sài. Thì kính nhở để cho những người có được cái phương tiện truyền thông mà hôm nay lúc nào nơi nào cũng có internet hết trơn, mình kéo vào để mình có thể là mình tràn bao nhiêu trăm con người này bằng một cái âm thanh trực tiếp để truyền tải vào trong nhà mình. Cái cách giáo dục thiết lập đạo tràng trên không trung internet, nếu ai mà nghe rồi mình hoan hỷ làm theo thì cái hữu ích này lớn lắm. Thì cả gia đình của mình từ từ Phật hiệu, cũng như có những cái gia đình người ta giết heo á, mà ở gần chùa có mỗi buổi đánh chuông thì họ dậy họ giết heo, họ giết một thời gian sau rồi cái âm thanh của tiếng bùa, âm thanh của tiếng kinh, tiếng kệ bắt đầu nó đi vào trong gia đình, đi vào trong lòng.
Rồi gia đình đó bắt đầu từ từ cái giác ngộ bắt đầu là chuyển, tức là bỏ nghề giết heo, họ ở gần chùa thôi, họ không có một cái tín tâm gì với Tam Bảo. Chuông chùa, tiếng kinh kệ của đại chúng buổi sáng tu tập vẫn từ từ chuyển hóa tâm của họ, bao lần lần họ bỏ nghề giết heo. Cái chuyện này là sự thật có. Còn huống chi là gia đình của sự thích thú thiết lập một cái chánh điện trang nghiêm, rồi mình để một cái tivi trên đó phát ra cái âm thanh, khi mình lên một cái mình khởi tâm tỳ hỷ là cái công đức, gọi là tỳ hỷ công đức. Sáng hôm nay khi chúng tôi công phu tu tập thì chúng tôi khởi lên một cái niệm là khi nói với đại chúng ở tại tỉnh Thất Quan Âm và nói những người đang online trực tiếp. Và hôm nay nếu mà cái chùa nào mà nó có một cái phương tiện về pháp lý để ngôi chùa đó được giáo hội nhà nước công nhận cho phép sinh hoạt, cũng như tỉnh thất chúng ta khóa, thì nếu nơi đó nghèo khổ, quý sư cô, quý thầy, tràng nho nhỏ tùy theo cái sức ảnh hưởng và dân địa hưởng ứng đông hay ít. Nếu mà ít thì mình có thể làm một cái chánh điện nhỏ như lúc trước Giác Nhàn làm, bằng tôn đó, có 8 mét, chiều dài chỉ có 15 mét, 16 mét thôi, bằng tôn đơn sơ. Nếu nơi nào có cái điều kiện mà muốn tổ như thế thì quý sư cô, quý thầy đó có thể đến tại tỉnh Thất Quan Âm. Thất Quan Âm sẽ cử người đi đến coi đích xác cái nơi nó đúng như vậy, và vì đó là thực sự độ thì có thể giúp nhà hỗ trợ về mặt kinh tế 100 200 triệu được, kiên cố vài tỷ thì chắc no, không có tiền. Không có tiền. Thì cũng có một họ cũng kêu rằng họ sẽ xây xong rồi họ tu tịnh độ, mà nhìn vô sẽ xây vài tỷ nhiều. Thì cái lối xây dựng của Ấn Tổ vẫn là từ đơn sơ đơn, rồi từ từ nó sẽ đông lần. Như tỉnh thất hồi xưa chỉ có 4 người, ở trên này là một cái mâm có bạc dừng rất là đơn sơ. Thế mà một thời gian rồi từ từ nhờ cái gia trì từ từ nó bắt đầu nó thay đổi cảnh giới. Vì vậy cho nên nếu sự là muốn tu tập thì chúng tôi sẽ hỗ trợ bất cứ tỉnh nào thực sự ra tay làm, có thể hỗ trợ, và có quý thầy đến sẽ thiết kế cho họ một cái nơi, và có thể buổi sáng mà tu xong giảng như vậy thì thầy trụ trì hoặc sư cô hoặc giả quý Phật tử có thể, chúng tôi sẽ cúng dường một cái màn hình giữa đường truyền internet, trả tiền hàng tháng. Nó thông báo cái này cho bộ tới, nhưng mà phải rà soát kỹ. Cho nên hôm nay chúng tôi lên đây cộng muốn trên toàn thế giới thiết lập gia đình của mình, cái chùa của mình đang cộng tu với mấy trăm người tại tỉnh Thất Quan Âm, và trực tiếp buổi sáng Giác Nhàn tụng kinh. Giác Nhàn tụng không hay như hồi nãy nghe được không ạ? Thì sáng hôm nay chúc mừng quý vị đã ở trong tỉnh Thất Quan Âm hưởng thụ quý cộng tu thật là an bình. Cho nên thành ra trong Phật Pháp mình có nói rằng hưởng thụ nào lớn lao bằng hưởng thụ Phật Pháp. Hưởng thụ Phật Pháp là cao của đời người. Còn hưởng thụ tài sắc danh thực thì nó như nước càng mặn, càng uống càng mặn. Giống như mình chạy hoài buổi trưa thì càng chạy bắt càng chạy, không thể nào bắt được. Tài sắc danh thực thì nó trói mình ghê gớm. Và hưởng thụ đến cái mức mình không còn một cái mình có thể sinh tồn được cái sinh mạng này. Vậy buông xuống được ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, danh, thì con người này trở thành thiện nhân. Nếu không buông được thì chăng mà ác nhân thì niệm Phật không vãng sanh được quý vị. Chỉ có thiện nhân niệm Phật nó mới vãng sanh, Ấn Tổ nói. Cho nên thành ra cái Hòa Thượng Tịnh Không đó là nhìn thấu và buông xuống, đó là trí tuệ chân thật. Trí huệ chân thật để nhìn thấu không phải là dễ.